Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng về những tiếng nói của cha Nam, Linh Mục Anton Đặng Hiệu Nam khẳng định một vị giám mục đứng sau vụ án Hồ Hữu Hòa. Thêm bản tin nóng, cha Nam làm thơ, nghi vấn về tính trung thực của cha anh Linh Mục Hồ Hữu Hòa. Giáo phận Vinh gặp sóng gió quá, xin cầu nguyện cho giáo hội. Kính thưa quý vị, vụ việc Hồ Hữu Hòa có thể nói là vụ việc rúng động và mang lại nhiều sự tổn thương cho mọi người. Người ta vẫn đặt câu hỏi lớn, ai là trùm cuối vụ việc? Ai đã ký thư ủy nhiệm và cho Linh Mục Gerardo Nguyễn Nam Việt sang Philippines làm chứng, phong chức cho ông Hồ Hữu Hòa? Hay Linh Mục này giả con dấu, giả văn thư ủy nhiệm, tự động sang đó? Rất nhiều nghi vấn xoay quanh vụ việc và tới nay vẫn chưa có câu trả lời. Thưa cộng đoàn, ngay lúc này, cha Anton Đặng Hiệu Nam, một linh mục gan trường và đang bị vạ treo chén gần 3 năm nay trong sự khẻ lạnh và cô đơn. Đang khi biến cố xảy ra tại giáo phận Vinh những ngày vừa qua, thì cha Nam làm thơ rất hay và khẳng định chắc nịch có một giám mục đứng sau vụ việc. Cha Nam viết đầy ẩn ý. Người ta thường nói, ở xứ mù, thằng trột làm vua. Nhưng thực tế, ở xứ mù, thằng trột cũng hóa mù. Đến cả vầng trăng, người ta cũng phân lô bán được nữa là. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, cắt nửa vầng trăng. Cha xứ tuyên bố cho mọi người biết, hàng ngày cả giáo phận cầu nguyện cho Đức Cha, làm sao Đức Cha có thể sai lầm được. Giờ này còn có cả cha giáo mặc định, giám mục nói là chân lý, là sự thật. Biết bao lạc giáo sai lầm từ giám mục thì sao? Rất cần những người biết thao thức cho giáo hội, đừng vội quy tội. Chống cha, chống chúa. Mới đây, cha Nam viết về Linh Mục Anton Nguyễn Văn Chí là cha anh của ông Hồ Hữu Hòa. Cha Chí là nghĩa tử của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu, giám đốc đền thánh Trại Gáo, có nhiều tai tiếng. Cha Nam viết, gương thánh nhân. Anh bay từ Âu sang Á dự lễ, video hình ảnh ngập mạng, nhưng ai hỏi thì anh thề rằng anh không đi. Anh rất thánh thiện và không hề lươn lẹo tẹo nào. Sự công chính của thánh nhân, video, hình ảnh cả thế giới thấy nhưng vẫn tự tin tuyên bố là em trả. Trước đó, cha Chí từng kết án cha Nam là người lươn lẹo vạch áo cho người xem lưng, làm truyền thông vì tiền, cha Nam thí máu giáo dân. Thật đau lòng khi giáo phận Vinh chia rẽ, các linh mục không hiệp thông cùng nhau. Tại sao cha Nam thường xung khắc với bộ ba cha con tai tiếng nhà Hồ Hữu Hòa như vậy? Nhiều người nhận định có lẽ xung đột vì ý thức hệ. Mới đây, cha Nam viết một khẳng định của ngài thật nóng bỏng, tất nhiên là theo nhận định và góc nhìn của cha Nam, trước tới giờ vẫn chưa có kết quả điều tra. Cha Nam viết, thế mới thấy, tôi buộc phải công bố bài viết này vì có rất nhiều người trách móc tôi mà không biết sự thật cũng như chiêu trò của họ. Một, khi Hồ Hữu Hòa bị bắt trong vụ Vũ Nhôm, nhà báo Thái Văn Đường đưa tin và còn nói rằng Hồ Hữu Hòa bị bắt khi đang là ứng viên linh mục của giáo phận Vinh, đang được đào tạo. Tôi liên lạc với nhà báo Thái Văn Đường nói rõ là Hồ Hữu Hòa đang đi học, nhưng không phải là nhân sự của giáo phận Vinh hay bất cứ dòng tu nào gửi ứng viên của mình để đào tạo linh mục. Việc học và gửi này là cá nhân giống như quan chức ban tuyên giáo được gửi đi học để biết chứ không phải để làm linh mục. Không phải ai học cũng là ứng viên linh mục. Và tôi yêu cầu nhà báo Thái Văn Đường chỉnh sửa thông tin. 2. Khi Hồ Hữu Hòa chịu chức linh mục bên Philippines bị vỡ lở, người ta công khai video thánh lễ truyền chức bên Philippines. Nhà báo Thái Văn Đường cũng nhắc lại và nói rằng, khi ông đưa tin, làn sóng những người công giáo tấn công anh, trong đó có linh mục Đặng Hiệu Nam gọi điện yêu cầu ông đính chính thông tin. Tài khoản Facebook Paul Sartre, một người bạn của Đức Trà Long, đã từng học tiểu chủ viện Joan Đà Nẵng vào bình luận, người cùng hội cùng thuyền với Linh Mục Đặng Hiếu Nam thì ông ấy phải bênh vực chứ. Tôi trả lời, Paul Sartre là bạn của cụ Long, sao lại hắt hủi cụ vậy? Hòa đã từng ở và giúp cụ hồi còn phụ tá Hưng Hóa một thời gian. Cụ Long tiến chức, viết ủy nhiệm thư nhờ giám mục bên Philippines chuyển chức ủy nhiệm Linh Mục Gerardo Nguyễn Nam Việt làm đại diện của mình để làm chứng và trả lời thẩm vấn trong thánh lễ phong chức. 3. Sau khi Đức Cha Long công bố thư minh định, bố cáo với bản dân thiên hạ rằng ngài không biết và không liên quan đến vụ việc.
Ngay lập tức, đội ngũ bạn bè kiêm truyền thông của Đức Cha Long bắt đầu tấn công tôi như hình dưới đây là một trong vô số. 4. Chính đội ngũ này đã đánh cháo khái niệm, đánh cháo sự thật, định hướng dư luận, ngụy tạo chứng cứ. Khi công bố lá thư của Đức Hồng Y Anthony Tagle gửi cho Cha Long sau khi tòa thánh kinh lý điều tra tại giáo phận Vinh. Sự thật thì lá thư này được viết cho Đức Cha Long khi mới về giáo phận Vinh, lúc ngài than thở với Đức Hồng Y Tagle là ngài gặp nhiều khó khăn về coi sóc giáo phận Vinh. Lá thư này chính Đức Cha Long đọc cho linh mục đoàn giáo phận Vinh nghe khi chưa có chuyện kinh lý điều tra của tòa thánh. 5. Cũng chính nhóm này đưa tin về lễ giỗ thân mẫu của linh mục Đặng Hiệu Nam có Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế. Lúc đầu họ viết, Đức Cha Long vì bận việc và thương tình nên ngài đã cử Đức Cha ra đi. Sau mấy hôm, họ lại viết có khoảng 20 linh mục trực tiếp đến ép Đức Cha già dù đang đau bệnh nhưng vì sức ép mà phải đi. Đây cũng là lý do làm cho ngài qua đời. Xin hỏi, khi nhà báo đưa tin sai, điều này gây tổn hại cho giáo hội quá lớn. Tôi biết sự thật, tôi trực tiếp giải thích và yêu cầu nhà báo sửa thông tin. Điều đó đúng hay sai? Nếu là các vị sẽ làm gì? Khi Đức Cha Long chưa công bố thư bình định, tôi trả lời Paul Sandred dựa trên các bằng chứng trong thánh lễ được trực tiếp từ Philippines. Và sự thật tôi biết. Điều đó đúng hay sai? Paul Sandred nói xem như vậy là đúng hay sai. Thế mới thấy, ngày 29 tháng 6 năm 2022, Đức Cha Long nói trong thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh rằng những kẻ nấp trong bóng tối cao bàn phím bắn hạ người công chính là nói về ai? Hết trích. Như vậy, Cha Nam đã khẳng định Đức Cha Long đứng sau vụ việc. Cha Nam cũng khẳng định ngài biết sự thật. Sau chuỗi các sự việc, chúng ta cũng đặt câu hỏi liệu rằng đây có phải là lời lẽ chống lại Đức Cha Long, vì Đức Cha Long đã treo chén Cha Nam hay không? Khi chưa có kết luận chính thức, liệu rằng những lời của Cha Nam nói có đáng tin tưởng hay không? Nguyện xin Chúa soi sáng cho sự việc sớm được sáng tỏ. Những ai, dù là chức vụ cao thấp tới đâu, có liên quan tới sự việc cần phải sám hối và trả lễ trước nhan Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.